Như vậy một ngày mới lại bắt đầu rồi và chúng tôi rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cà phê sáng. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi rất là hạnh phúc khi mà được đem đến những thông tin rất tích cực, rất bổ ích đến quý vị trong buổi sáng đầu tuần. Và không để quý vị phải chờ lâu, chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, rác thải nói chung và đặc biệt là rác thải nhựa khiến cho các nước phải đau đầu vì hậu quả lâu dài của nó đối với môi trường nếu mọi người vứt bỏ không đúng cách. Và làm thế nào để nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc thu gom, phân loại rác thải là điều mà nhà chức trách ở các nước quan tâm. Đổi rác lấy thực phẩm hay đổi rác lấy một suất ăn tại nhà hàng có muôn vàn cách thú vị nhằm mà nâng cao ý thức giữ gìn môi trường cho cộng đồng. Và câu chuyện đổi rác lấy thực phẩm sẽ được chúng tôi cập nhật trong phần sau của bản tin. Còn bây giờ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Trước tiên là các tin tức trên lĩnh vực kinh tế thị trường. Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt xấp xỉ 6,2 tỷ đô la Mỹ. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam nhận định năm nay kim ngạch xuất khẩu thủy sản dự kiến sẽ đạt 8,4 tỷ đô la Mỹ. Hiện một số dự báo xuất khẩu thủy sản sẽ phục hồi trở lại kể từ tháng 10/2021 khi nhiều tỉnh thành phố phía Nam dần nới lỏng giãn cách xã hội, các doanh nghiệp ở miền Tây nhanh chóng khôi phục sản xuất, hầu hết các nhà máy thủy sản đạt trên 70% công suất. Đây là thời điểm các doanh nghiệp sản xuất để đáp ứng nhu cầu dịp cuối năm từ các thị trường nhập khẩu lớn. Với nhu cầu từ Hoa Kỳ, EU ở mức cao, xuất khẩu thủy sản trong các tháng cuối năm dự báo sẽ phục hồi mạnh trở lại. Với sản lượng năm nay dự kiến đạt hơn 2.000 tấn, hiện các hộ nông dân trồng quýt Mường Khương, Lào Cai đang khẩn trương tìm đầu ra trong bối cảnh dịch bệnh khiến cho giao thương gặp nhiều khó khăn. Nhằm giúp bà con nông dân tiêu thụ quýt nhanh nhất có thể, để những trái quýt đến tay người tiêu dùng luôn tươi ngon, đảm bảo được chất lượng, dự kiến có khoảng 400 tấn quýt Mường Khương sẽ được hỗ trợ vận chuyển với cước phí rẻ và xúc tiến tiêu thụ qua sàn thương mại điện tử postmart.vn. Trái quýt ở Mường Khương, Lào Cai thì như thế, còn tại các vùng trồng tại đồng bằng sông Cửu Long, giá mít Thái hiện có xu hướng giảm 2.000 đồng một kg. Cụ thể, mít Thái loại 1 ở mức 25.000 đồng một kg, giá loại 2 là 15.000 đồng một kg, loại 3 ở mức 5.000 đồng một kg. Theo các thương lái, giá mít Thái hiện nay có thời điểm thay đổi nhiều lần trong ngày, nên khuyến cáo nhà vườn thường xuyên theo dõi thị trường, cập nhật để bán đúng giá, tránh thất thu, thua lỗ. Thưa quý vị, từ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện không ít những cá nhân tiêu biểu. Tuy nhiên, mỗi người nông dân sẽ chọn cho mình mô hình khác nhau để vươn lên làm giàu. Và cũng chính sự khác biệt đó sẽ trở thành hướng đi thành công của mỗi người. Và trong chương trình Cà phê sáng hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị mô hình làm giàu của một nông dân khá đặc biệt như vậy ở vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió thuộc huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Thưa quý vị, hôm nay phóng viên thời sự truyền hình Bình Phước đang có mặt tại xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Và nơi đây có một nông dân hết sức đặc biệt, làm giàu. Làm giàu không giống những nông dân khác mà chúng ta thường thấy ở Bình Phước. Một chị nông dân ở đây làm giàu bằng chính những thửa rau, luống rau, cây lúa, cây ngô trên nương rẫy của mình. Và hôm nay chúng tôi mời quý vị tìm hiểu mô hình làm giàu của một người nông dân hết sức đặc biệt này. Khoảng 15 năm trước, chính vườn khoai lang này đã giúp chị Nguyễn Thị Tám ở xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông khởi nghiệp. Vốn xuất phát là một công nhân nhận khoán ở vùng kinh tế quốc phòng thuộc Trung đoàn 726, Binh đoàn 16. Những ngày khó khăn vào đây lập nghiệp, chị Tám cũng trăn trở nên chọn mô hình gì phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình. Sau khi quyết định chọn giống khoai lang Nhật, canh tác trên 1 hecta đất của gia đình, nhờ đức tính siêng năng, tháo phát và chọn đúng thời điểm nghịch vụ gieo trồng, 1 hecta khoai đã cho chị thu nhập hơn 150 triệu đồng. Số tiền không nhỏ của thời điểm ấy và đủ cho chị vượt qua khỏi cái nghèo ban đầu, đồng thời có số vốn đầu tư vào những mô hình tiếp theo. Mới đặt chân vào mảnh đất này thì tưởng chừng là không trụ nổi.
Thế nhưng mà rồi mình suy nghĩ là bây giờ là mọi người khi mà đơn vị đấy đã đóng chân trên địa bàn này đấy, đã đưa công nhân vào ấy, thì là chắc chắn là mọi người sống được, mình sống được, và từ đó là mình muốn là phát triển trên mảnh đất này là coi như là quê hương thứ hai của mình. Là nông dân vốn quen gắn bó với cây bắp, cây lúa, luống khoai, nên các mô hình phát triển kinh tế mà chị Tám chọn lựa cũng không nằm ngoài những nông sản tân đội Bình Tân và quen thuộc này. Thế nhưng chị Tám lại thành công hơn nhiều nông dân khác khi có hướng đi riêng bằng cách làm dịch vụ tất cả những cây trồng được chọn lựa. Chẳng hạn như vườn bắp này, thay vì giống nhiều người khác đầu tư lúc chính vụ, thì chị lại chọn vụ 2 để canh tác, ứng dụng khoa học kỹ thuật triệt để, nên dãy bắp của chị Tám luôn có năng suất cao hơn từ 25-30%, cộng với giá bán cũng nhỉnh hơn từ 2-3.000 đồng 1 kg so với vụ chính, nên cứ 1 hecta đã đem về cho gia đình chị từ 50-60 triệu đồng mỗi năm. Để việc đầu tư có hướng bền vững, chị Tám còn rất nhạy bén lựa chọn phát triển thêm nhiều mô hình cây trồng khác như rau màu, tiêu, cây ăn trái để tạo nguồn thu. Hiện nay với gần 10 hecta đất gồm nhiều loại cây trồng khác nhau và đều cho hiệu quả kinh tế cao nhờ đầu tư nghiệp vụ, đã giúp gia đình chị Tám thu nhập cả tỷ đồng mỗi năm. Gia đình thì lại áp dụng là trồng trái vụ chứ không trồng cùng vụ. Cái thứ nhất là nó cho cái năng suất chất lượng cao hơn, cái thứ hai là cái giá cả của nó là bán là nó cũng cao hơn. Thế nên là hầu như là cây đều trồng trái vụ hết. Thật sự kể cả những cây màu là khi người ta khó khăn người ta không làm được, mình mới bắt đầu mình trồng. Điều đáng quý hơn ở chị Nguyễn Thị Tám là sau khi gây dựng kinh tế gia đình vững chắc, chị còn luôn sẵn lòng giúp đỡ, hỗ trợ những hội viên phụ nữ khác ở địa phương và cả trong đơn vị khi tận tình chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ vốn vay không tính lãi cho nhiều phụ nữ khác. Tính đến nay, đã có hàng chục gia đình được chị tức vốn phát triển kinh tế với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Đối với cái gương của chị Tám á, thì không những là phát triển kinh tế gia đình từ những cái mô hình của chị mà còn có một cái sức lan tỏa mạnh mẽ đối với cái phong trào phát triển kinh tế ở nơi cái vùng biên giới này. Từ đó kích thích, từ cái những cái mô hình của chị đã kích thích cũng như là cũng là cái mô hình tiêu biểu điển hình để cho chị em học tập và phát triển kinh tế. Gắn bó nhiều năm với vùng dự án kinh tế quốc phòng, trải qua nhiều gian nan thử thách, kể cả trong những lúc khó khăn nhất, cũng không khuất phục được ý chí, nghị lực của người phụ nữ này. Bản lĩnh ấy, nghị lực ấy của chị Tám càng làm sáng ngời thêm phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới. Chuyển sang những tin tức khác. Thưa quý vị, dự án bảo tồn phục hồi tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc khu vực thành nội di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa thông qua với tổng vốn đầu tư hơn 745 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2022-2025. Các hạng mục được tu bổ gồm khu trưng bày điện khảo cổ Hoàng Nguyên khôi phục Hào Thành phía Nam, tôn tạo vệ thành đường Hoàng Gia, chống thấm cổng Nam, phục hồi Đông Thái Miếu, Tây Thái Miếu, đường giao thông nội bộ, cây xanh cảnh quan, điện chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật khác. Thành Nhà Hồ nằm trên hai xã Vĩnh Tiến và Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc. Trải qua hơn 600 năm tồn tại, hầu hết công trình kiến trúc bên trong hoàng thành đã bị phá hủy. Thưa quý vị, nhà dài là một trong những di sản văn hóa của người Stiêng ở Bình Phước, là tiêu chí quan trọng trong việc khẳng định và thể hiện các giá trị thẩm mỹ tâm linh phục vụ các lễ hội, nghề truyền thống của cộng đồng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những ngôi nhà dài là biểu tượng cho cuộc sống đơn sơ gắn liền với thiên nhiên và núi rừng của người Stiêng ở Bình Phước. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng đến với khu bảo tồn văn hóa dân tộc Stiêng ở Sóc Bom Bò, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng để được khám phá và trải nghiệm những điều rất thú vị của ngôi nhà dài của người Stiêng.
người bông bò tên rất yêu quý thiên nhiên và yêu quý tất cả mọi người trên khắp mọi nơi, và mong muốn là họ sẽ đến đây tham quan các truyền thống này để mang vẻ đẹp này cho tất cả mọi người và khắp trên mọi miền Việt Nam này. Sau quãng thời gian dài trì hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh, trận tranh đài vô địch quyền Anh thế giới giữa Nguyễn Thị Thu Nhi và Atsuko Tada cũng đã diễn ra. Cô gái nhỏ nhắn Nguyễn Thị Thu Nhi dù không được đánh giá cao nhưng mà đã tạo nên một bất ngờ thú vị khi lần đầu tiên giành chức vô địch quyền Anh WBO lịch sử. Trước một tay đấm dày dặn kinh nghiệm như Tada, Thu Nhi đã chọn cho mình một lối đánh phòng thủ cực kỳ khôn ngoan. Thu Nhi vẫn giữ được một cự ly ra đòn chính xác kết hợp với lối đánh di chuyển liên tục khiến đối thủ gặp rất nhiều khó khăn. Giây phút trọng tài tuyên bố điểm số 96-94 nghiêng về Thu Nhi, cô gái trẻ đã tạo ra lịch sử khi trở thành tay đấm đầu tiên của Việt Nam vô địch thế giới. Từ một cô bé bán vé số, phụ nấu cơm, cô gái trẻ này bằng sự kiên trì và khao khát giành chiến thắng, cuối cùng đã làm nên điều kỳ diệu mang thành tích về cho đất nước. Thưa quý vị và các bạn, quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới Ả Rập Xê Út cam kết sẽ đạt mức phát thải dòng carbon bằng không vào năm 2060. Cam kết được chính Thái tử Mohammed bin Salman đưa ra trong đoạn băng ghi âm phát tại diễn đàn sáng kiến xanh Xê Út. Trong đoạn băng, Thái tử Salman cho biết Ả Rập Xê Út sẽ theo đuổi nền kinh tế tuần hoàn carbon và phát động những sáng kiến trong ngành năng lượng để đến năm 2030 sẽ giảm 278 triệu tấn khí thải CO2 hàng năm, nhiều hơn gấp đôi so với mục tiêu công bố trước đó. Ngoài ra, Ả Rập Xê Út cũng tham gia sáng kiến cam kết cắt giảm mê than toàn cầu do Mỹ và Liên minh châu Âu EU khởi xướng nhằm tạo động lực cho hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP26, diễn ra tại Anh vào tháng tới. Thưa quý vị, người dân các nước như Brazil, Mexico hay Indonesia đã tích cực hơn trong việc gom rác thải nhựa như là vỏ lon, giấy, bìa cứng. Vì sao lại như vậy ạ? Có điều gì đó đã khiến cho các cộng đồng ở những nước này thay đổi cách ứng xử với rác thải? Vâng, thưa quý vị, vì ở những nước này thì các nhà môi trường đã có nhiều cách để khuyến khích người dân. Đáng chú ý như là việc đổi rác lấy thực phẩm. Ở Việt Nam thì mô hình này cũng bắt đầu xuất hiện và thu hút sự quan tâm của dư luận. Cùng chung mục đích giống như ở nước ta, sáng kiến đổi rác lấy thực phẩm của các nước này là nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc phân loại rác thải. Cứ đến ngày 15 hàng tháng, chiếc xe tải này lại có mặt tại những khu phố thuộc vùng Santo Amaro, Brazil, để giúp người dân đổi rác thải lấy thực phẩm. Cứ 5 kg rác tái chế, người dân sẽ được mang về 1 kg rau củ quả. Giờ tôi chỉ phải đi chợ mua rau 2 tuần một lần vì đã có chiếc xe đổi thực phẩm lấy rác này. Còn tại thủ đô Mexico City của Mexico, một phiên chợ đặc biệt diễn ra ngày Chủ nhật thứ 2 của tháng thu hút hàng ngàn người dân địa phương. Thứ họ mang theo đi chợ không phải là tiền mà là rác tái chế, từ TV cũ, bìa cắt tông, chai nhựa để đổi lấy rau củ tươi ngon. Tái chế rác thải giúp bảo vệ môi trường. Cháu mang đổi rác thải tái chế để có thực phẩm ngon tươi cho gia đình. Trong khi đó, tại Indonesia, đổi rác lấy một bữa ăn đã trở thành hiện thực tại nhà hàng Metangas ở Semarang. Nhà hàng có vị trí đắc địa ngay cạnh bãi rác Jatiparang. Do đó, thực khách đến đây chỉ việc nhặt và phân loại rác ngay bên ngoài để đổi lấy bữa ăn ngon miệng. Chúng tôi phục vụ các món ăn đơn giản và thực khách đều hài lòng. Các chuyên gia cho rằng đây là những hoạt động thiết thực giúp nâng cao ý thức xử lý rác thải của người dân. Chúng tôi nghĩ tới giải pháp này vì đã phải chi rất nhiều tiền để dọn dẹp rác thải. Bên cạnh đó, đây cũng là cách để giúp người dân hiểu được tầm quan trọng của việc tái chế rác thải. Chỉ sau 2 năm hoạt động, chương trình đổi rác thải lấy lương thực tại Brazil đã xử lý được hơn 250 tấn rác thải, trong khi tại Mexico, mỗi ngày có thể xử lý hơn 600 kg rác thải. Tuy nhiên, con số này vẫn tương đối khiêm tốn và cần nhiều hành động chung tay hơn nữa từ phía chính phủ và người dân. Có nhiều cách để giải quyết vấn đề môi trường, đổi rác, lấy thực phẩm là một trong số đó. Và tôi tin rằng các chính sách của chính phủ là cách hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề rác thải và cần đi vào thực tiễn nhiều hơn.
Người tiêu dùng cần học cách phân loại rác thải đúng cách, và cuối cùng là các trung tâm tái chế cũng phải hoạt động hiệu quả. Những mô hình đổi rác lấy thực phẩm trên được kỳ vọng sẽ được nhân rộng hơn nữa để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn và góp phần thiết thực xử lý rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho hành tinh. Những hình ảnh ý nghĩa vừa rồi cũng đã khép lại 20 phút của Cà phê sáng hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị có một tuần làm việc thật hiệu quả và thật hạnh phúc.